Hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là sau khi mà mình đã làm được cái giao diện rồi thì bây giờ mình sẽ lấy những cái dữ liệu trong database ha, dữ liệu trong database ra ngoài cái trang chủ của mình. Thì các bạn mở lại trong cái sụt nè. Ở đây mình làm cái menu trước ha các bạn. Là này nè, các bạn mở lại cho mình cái navbar. À không. Nó sẽ nằm ở layout, các bạn ha, layout. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình là sách truyện đi. Ở đây mình chưa có logo ha, sách truyện.com đi, ví dụ vậy. Rồi. Ở đây là home nè, home ha, mình ghi là trang chủ. Rồi, ở đây các bạn sẽ cho mình root là URL ha. Mẹ cho mình URL đi. Cái này là root, trang chủ là trang trang chính nè ha, current trang chính. Rồi. Link thì ở đây các bạn sẽ cho mình là chuyện, danh mục chuyện đi ha, danh mục. Các bạn ghi là danh mục chuyện. Rồi, mình còn có một cái nữa đó là thể loại chuyện đó các bạn. Danh mục chuyện. Mình cho nó xuống cái drop down này đi các bạn. Mình sẽ sử dụng drop down ha. Danh mục chuyện. Rồi. Ở cái danh mục chuyện này bây giờ mình sẽ cho là tên danh mục nè ha, một cái div ở đây, rồi ok. Bây giờ mình sẽ refresh lại, nó có danh mục chuyện, sau đó là thể loại chuyện nữa các bạn ha. Thể loại chuyện mình chưa hướng dẫn các bạn thêm ha, mình ghi là thể loại chuyện đi, thể loại. Rồi, thể loại danh mục ha. Ở đây mình rồi rồi sau đó các bạn sẽ bỏ cho mình cái lời disable này đi. À, mình sẽ có là thể loại. Bây giờ danh mục thể loại mình chưa có ha, bây giờ mình sẽ cho danh mục trước. Thì danh mục các bạn quay lại index controller nè, mình sẽ sử dụng là mu use app model. Danh mục chuyện đúng không? Danh mục chuyện. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái trang home ha. Trang home bây giờ mình sẽ ghi là danh mục, sẽ bằng gì các bạn, danh mục chuyện order by id ha, order by id s. Rồi sau đó các bạn get ha, sau đó mình sẽ cho là with compact danh mục. Rồi ok, thì sau khi có danh mục rồi các bạn quay trở lại trang home nè, trang layout chứ ha. Trang layout mình sẽ gọi cái danh mục ra đây ha, chủ yếu là nó là cái vòng lặp của cái action này thôi ha. For each danh mục rồi. Rồi ok, bây giờ mình có ba danh mục tương tự với ba cái này ha. Bây giờ mình sẽ đổi tên danh mục nè các bạn, đổi tên danh mục ha, danh tên danh mục đúng không, mình để là tên danh mục. Rồi đây, rồi thì sau khi hiện tên danh mục rồi bây giờ mình sẽ viết cho nó một cái root ha, mình sẽ cho viết một cái root là danh mục, là round. Round ở đây, cái round này các bạn ghi cho mình là danh mục ha. Ở đây mình ghi là danh mục đi. Thì trong cái danh mục này các bạn sẽ truyền cho mình một cái đó nữa là cái slug danh mục ha. Danh mục sẽ suy ra là slug, slug ở đây là slug danh mục các bạn, slug danh mục. Rồi ok, bây giờ mình sẽ refresh. Notepad route. Bây giờ các bạn quay lại cho mình cái web nè. Ở đây mình sẽ đọc chuyện. Ở đây mình ghi là route là danh mục đi ha. Danh mục. Rồi, nó sẽ return về ID nè, sau đó return về đọc chuyện ha, đọc chuyện. Tại vì mình đã khai đọc chuyện đây rồi ha. Sau đó là ở đây là route có tên là, cái này đặt tên cho cái route, mình đặt tên thử danh mục đi ha. Rồi.
Bây giờ mình qua lại layout, mình ghi là round, danh mục name là danh mục, mình bỏ name đi ha. Rồi refresh. Ở đây các bạn sẽ khai báo lại cho mình. Ở đây mình ghi là URL đi ha. Mình để round sau ha. Danh mục URL. Rồi, ở bên đây các bạn ghi cho mình là slug. Mình đổi lại ha, slug. Rồi, mình bỏ cái name đi ha. Là mình ghi sau sau ha. Rồi, thì sau đó các bạn quay lại, các bạn refresh lại cho mình ha. Rồi, thì khi mình click vô nè, nó sẽ có round như thế này. Ha, sẽ round như thế này. Thì tạm thời là round là một cái slug của cái danh mục ha. Thì sau này mình sẽ cộng cái slug, cái slug của danh mục á, thì nó là trừ unique, trường mà gọi là không không có trùng ha, không có trùng. Thì sau này mà các bạn muốn chắc ăn hơn nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái ID ha. Ví dụ như cái ID của cái chuyện cái lị dị lúc nửa đêm này là 4 đi, thì mình sẽ ghi như vậy ha, nó sẽ đỡ bị trùng, nó nối thêm cái ID của cái danh mục nữa ha. Rồi bây giờ các bạn quay lại cho mình cái index controller nè. Ở cái phần đọc truyện này bây giờ mình sẽ để là slug các bạn ha, slug. Ở đây mình đổi thành danh mục đi ha, danh mục. Rồi bên đây mình đổi thành danh mục cho nó đồng nhất tên ha. Rồi, sau đó là mình qua bên đây thì cái slug truyện này bây giờ mình sẽ làm sau ha các bạn, mình sẽ làm sau. Bây giờ mình sẽ trang trí sách hay nên đọc, mình sẽ lấy sách truyện ha, liệt kê sách truyện là hiện tại mình đang có 2 cuốn sách truyện này, mình sẽ liệt kê ra đây. Sách mới cập nhật mình cũng liệt kê ra 2 cuốn sách đó luôn ha. Sách hay xem nhiều, sách hay nên đọc, sách hay hay xem nhiều. Rồi các bạn mở lại cho mình cái trang home ha. Thì trong cái trang home này bây giờ các bạn sẽ lấy ra sách ha, lấy ra chuyện, thì chuyện sẽ dựa vào là order by ID chuyện history luôn ha. Mình sẽ lấy ra là mình sẽ lấy ra order by where, điều kiện là gì các bạn, điều kiện là kích hoạt bằng không ha, bằng không. Rồi sau đó mình là sẽ get, tạm thời mình lấy ra hết ha, mình có 2 cuốn thôi. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng module là chuyện. Rồi các bạn sẽ cho mình chuyện xuống dưới đây. Sau đó mình qua home các bạn. Thì cái phần home này bây giờ mình tạm thời mình lấy slider. Slider này mình để sau ha, tạm thời là sách hay mới cập nhật, sách mới cập nhật đi ha. Rồi. Thì nó sẽ là 3 cột này. Bây giờ mình sẽ xóa bớt. Xóa bớt đi ha. Rồi xem tất cả sách hay xem nhiều. Bây giờ tạm thời các bạn sẽ cái này mình sẽ xóa hết luôn đi ha, mình chưa cần ha, chưa cần lắm. Ủa như mình xóa đây thử ha, đó thì nó sẽ được như thế này. Ở đây các bạn di chuyển cho mình cái href, href đọc ngay, mình có cái href này mình bỏ đi ha, mình chỉ cho cái href ngay cái chỗ đọc ngay này thôi. Rồi ở đây các bạn đổi lại cho mình là h5 đi, h3 nó to quá, h5. Rồi thì ở đây các bạn sẽ cho mình một cái vòng lặp để mình kiểm tra lại cái deep ha, deep như mình dư một cái deep đây, như hai cái clip luôn. Container. Rồi ok. Thêm tất cả. Bây giờ xong tất cả mình di chuyển trong cái container các bạn. Tất cả. Rồi ok. Thì bây giờ các bạn sẽ lặp lại cho mình cái cột này ha. Sẽ là for each chuyện. Khi xảy ra và loot đi ha. Rồi ở đây nó sẽ kết thúc ở đây. Đó, mình được
được hai chuyện ha. Thì hai cái chuyện này bây giờ các bạn sẽ thử vào chuyện nè. Mình sẽ bỏ, mình sẽ để cái này là bằng một thì nó sẽ hiển thị ra bao nhiêu chuyện. Một chuyện đúng rồi ha. Rồi. Mình sẽ cho nó kích hoạt bằng không. Ok, hai chuyện. Thì hai chuyện này bây giờ các bạn sẽ thay đổi cho nó cái tiêu đề thôi ha. Cái tiêu đề là value chuyện nè. Sau đó là tên chuyện. Tên chuyện phải không ta? Ừ, đúng rồi. Sau đó là tóm tắt nè, à, tóm tắt. Rồi. À. Đọc ngay à cái này chuyện nè. Mình sẽ thay đổi hình ảnh lại ha, hình ảnh là volume nè. Sau đó là hình ảnh ha. Tình tựa bão tố dù có tan úa. Đó. Mộng đẹp xin giữ trong tim. Đọc ngay thì các bạn sẽ cho mình cái round hồi nãy mình vừa mới viết ha, là URL nè. Ở đây các bạn sẽ để là danh mục ha, danh mục. À không. À, bây giờ mình sẽ quay lại cái web ha. Mình sẽ xem chuyện nè. À, xem chuyện đi. Xem chuyện. Sau đó mình sẽ để cho một cái slug ha, cái slug chuyện nữa. Mình sẽ cộng vào cái slug chuyện ha. Và loot slug chuyện. Đây. Thì ở đây mình qua web mình thử ha, bây giờ mình thử đọc ngay đi. Đó, nó có slug chuyện như thế này. Cả nó hiện tại nó không hiểu ha, thì cũng không sao, bây giờ mình chủ yếu mình kiểm tra cái slug thôi. Đó, nó sẽ như thế này. Rồi, thì ở đây mình để cái slug nè. Xem chuyện slug. Name bằng xem chuyện ha, mình không cần cái name này. Rồi. Không phát hiện giá trị danh mục. Layout 38. À đúng rồi. À, các bạn quay lại cho mình cái index nè, các bạn copy cho mình cái danh mục này ha. Tại mỗi trang nó đều có menu hết cho nên là bắt buộc nó phải có cái phần này. Chuyện. Tình tựa bão tố dù có tan úa. Mộng đẹp xin giữ trong tim. Xem chuyện. Danh mục à xem chuyện dưới này chứ. Ha, xem chuyện nè, nó sẽ trở về cái trang này. À, còn một cái trang nữa đó là cũng là trang danh mục luôn. Danh mục chuyện. Rồi. Thì ví dụ như khi click vào chuyện lúc nửa đêm nè thì nó trả về cái trang này ha. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái trang này ha, cái trang này.